Xin chào các chị đẹp nhà mình nha. Các chị ơi, em như đang mặc trên người mã sản phẩm là TTV1562 ạ. Form này là xòe nhẹ nhàng tự nhiên, có kèm cho mình một cái bản bo eo thiết kế là ở phần thân trên đây, đã tạo kiểu cổ bạc ha các chị yêu nhá. Khi mình không xuống cũng không có lo bị hở đâu ạ. Tạo kiểu cổ rất là lạ mắt, không lo đụng hàng với ai luôn. Màu này nhà em thiết kế cho mình là xanh đen phối với lại là viền vàng nha. Nút cũng là bọc làm viền vàng cho mình luôn. Thì chất liệu vải đầm này TTV Star thiết kế đúng một lớp, đó chính là chéo hàng cao cấp, nhẹ nhàng, mát mẻ, thoải mái, đặc biệt thấm hút mồ hôi, rất rất là tốt cho mình ha. Với tông màu này thì đối với các chị yêu eo to, bụng to, eo bánh mì thì cứ yên tâm mà diện đường nào cũng sẽ rất là gọn. Với lại tông màu này thì mình mặc lên nhìn nó sạch đó các chị. Dạ, đầm này thì làm phía sau vẫn kèm cho mình dây kéo, túi sườn hai bên này đủ size số thì đạt từ 45kg đến 73kg nhá. Các chị ơi, cần hỗ trợ gì thêm bình luận lên video này ngay và liền ha. Mã sản phẩm đầm này là TTV1562. Chất liệu vải là chéo hàng cao cấp một lớp cho mình ha. Chéo hàng thì quá quen thuộc với mình rồi đúng không các chị? Trơn, nhẹ, mát, thấm hút mồ hôi, đặc biệt là mặc lên rất là thoải mái luôn. Thì kiểu dáng đầm này nhà em nhìn may là ở phần thân trên, tạo kiểu cổ bằng hang, có phối cho mình là màu cà phê nữa. Thì màu này là màu da, pha với màu cà phê, nút là cũng bọc màu cà phê cho mình ha. Thiết kế đầm này là có bản bo eo, túi sườn hai bên, tay ngắn, bắp tay to vẫn che được rất là tốt nha các chị ơi. Thì mẫu đầm này em cũng đang có đầy đủ 6 size đó, 45kg đến 73kg là mình mặc vừa nha. Từ form dáng, từ chất liệu vải đến cái kiểu nè, các chị thấy rõ, rất là chuẩn chỉnh cho mình đúng không các chị? Đó, mềm mại, nhẹ nhàng, rồi kiểu dáng lịch sự, các chị có thể diện đi đâu cũng được hết, bất chấp mọi không gian hoàn cảnh luôn. Dáng này là form xòe nhẹ nhàng tự nhiên ha. Các chị bắp đùi to hoặc là bụng dưới to, eo to này kia nọ thì mình cứ yên tâm mà diện ha. Rồi các chị ơi, cần hỗ trợ gì thêm nữa cứ bình luận lên video này, các bạn tư vấn viên nhà em Nhi sẽ hỗ trợ ngay và liền ha. Hiện tại trên YouTube sẽ xóa các bình luận có chứa số điện thoại. Để đặt hàng hoặc muốn được tư vấn, các chị vui lòng nhớ mã sản phẩm và kết bạn nhắn tin vào Zalo 0356 116 937 để shop hỗ trợ chốt đơn ạ.